Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Đinh Hợi tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành Niên Mệnh, Ốc Thượng Thổ, ngày Đinh Hợi tức chi khắc can, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, Ốc Thượng Thổ, Kỷ Tuổi, Tân Tỵ, Quý Tỵ, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành Mộc Cục, xung với Tỵ hình Hợi hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu và Quý Hợi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao Kim Đường Hoàng đạo tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, sao Thần Cách, kỵ về tế tự, sao Vãng Vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng chính Nam, Tài Thần, hướng chính Đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, nhờ có tam hội phù trợ, sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển vô cùng thuận lợi. Thậm chí bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và rất có thể quý nhân sẽ giúp bạn khắc phục được những khó khăn tồn đọng trong suốt thời gian qua và định hướng công việc trong thời gian tới. Nếu nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và tin tưởng của đồng nghiệp. Hãy tin rằng mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới phát triển rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể giữ liên lạc với một vài đối tượng hứa hẹn, sau đó hãy mở rộng lòng mình và lắng nghe trái tim lên tiếng. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, quý nhân trợ giúp khắc phục khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đồng nghiệp khâm phục, lãnh đạo đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nhân duyên với những người khác giới tốt đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 91, số 07, số 25. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023
của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, nhờ có thực thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu làm các công việc tự do, kinh doanh, buôn bán, nhận được khoản tiền công hậu hĩnh. Bạn ngày càng khẳng định được vị thế của bản thân, khiến các mối khách hàng luôn kéo dài không dứt. Tuy nhiên, dù có ăn nên làm ra, kiếm được nhiều tiền đến mấy, bạn cũng nên chú ý cân bằng thời gian sao cho hợp lý, chớ nên làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng sức khỏe, lại tốn thêm nhiều tiền chạy chữa. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia liên tiếp gặp phải trục trặc. Hai người thờ ơ với hoàn cảnh hiện tại và chẳng hề có ý định hàn gắn. Nếu hai người không còn quý trọng quan hệ hiện tại thì đây chính là cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, xây dựng được quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hãy chú ý cân bằng cuộc sống của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đừng tạo cơ hội cho kẻ xấu phá hoại hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 67, số 58. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, xám. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Ngày mới gặp cục diện tương phá đem tới nhiều điều bất trắc cho người tuổi Dần. Bạn cần cẩn trọng với những kẻ ngoài mặt thì thân thiện nhưng sau lưng lại tìm cách đâm sau lưng người khác. Hôm nay, tốt nhất không nên tin theo lời ngon tiếng ngọt. Người làm lãnh đạo cần giữ vững quan điểm và chính kiến của mình, chớ để những kẻ tiểu nhân làm cho lung lạc. Khi bạn đưa ra những quyết định thiếu chính xác, cả tập thể cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng tiêu cực theo. Thủy sinh mộc, may mắn nửa kia của bạn là một người thấu hiểu. Nếu công việc quá áp lực, bạn nên mở lòng và tâm sự với đối phương. Rất có thể đối phương là người ngoài cuộc có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đối diện với những sự cố không mong muốn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, chớ tin theo lời nịnh nọt, rủ rê của kẻ khác. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, hãy tin tưởng vào gia đình nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, cẩn thận kẻ xấu dùng lời ngon ngọt. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 29, số 73, số 05. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thấy rằng, ngày mới được cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi phù trợ, khiến người tuổi Mão giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc và cũng không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh. Người làm lãnh đạo dành thời gian nhìn nhận lại bản thân và có cách thay đổi những điều mình còn chưa làm tốt. Bạn cho rằng tập thể có làm việc tốt hay không phụ thuộc một phần rất lớn vào cách hành xử của mình với cấp dưới. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên chọn giờ hoàng đạo và đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ lạc quan trong mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, thay đổi những điểm mình làm chưa tốt.
Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe đánh giá đạt 4 sao, tình cảm đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 36, số 76, số 20. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi cho thấy, trong ngày gặp thổ khắc thủy, người tuổi Thìn độc thân còn ám ảnh vì những tổn thương trong quá khứ nên quyết định đóng cửa trái tim mình. Dù được người khác theo đuổi nhiệt tình thế nào, bạn cũng luôn tìm cách để từ chối. Với người đã lập gia đình, bạn bất mãn vì nửa kia chẳng biết hy sinh. Công việc vất vả lại thêm nửa kia thờ ơ, lạnh nhạt khiến bạn cảm thấy áp lực nặng nề, thậm chí đôi lúc nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này. Thương quan ngáng trở, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và lãnh đạo lại không quá tốt đẹp. Có thể cấp trên sẽ tìm cách chèn ép khiến công việc của bạn tiến triển khó khăn và không đạt được mục tiêu đã đề ra. Đã đến lúc bạn cần xem lại môi trường làm việc của mình. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nên xem lại bản thân và môi trường làm việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, vợ chồng thiếu thấu hiểu, bao dung cho nhau. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, đừng mãi ám ảnh vì tổn thương trong quá khứ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên chấp nhặt với người trong nhà. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe đánh giá đạt 4 sao, tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 12, số 58, số 81. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, ngày mới dưới tác động xấu của cục diện tương xung, người tuổi Tỵ dễ gặp mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp của mình. Có thể hai bên đang gặp mâu thuẫn nào đó cần nhanh chóng tháo gỡ. Chuyện làm ăn cũng khó tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay bởi bạn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Hãy tinh tường để nhận ra ưu thế của bản thân, từ đó có cách giải quyết mọi việc đúng đắn và giành thắng lợi. Thủy khắc hỏa, tiếc rằng bạn và nửa kia lại thiếu thấu hiểu nhau. Hai người bận rộn với công việc của riêng mình nên quên mất việc lắng nghe và thông cảm cho đối phương. Chính vì vậy, cả hai đều cần thời gian để tự kiểm điểm bản thân. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cần nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, hãy tìm ra ưu thế của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nên suy ngẫm lại về lỗi lầm của bản thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đánh giá đạt 4 sao, sức khỏe đánh giá đạt 4 sao, tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 86, số 72, số 11. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Thủy khắc hỏa cho thấy người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng.
Vợ chồng không tránh khỏi những khi mâu thuẫn, nhưng điều cần làm lúc này không phải là hơn thua bằng lời nói. Một khi rắc rối nảy sinh, dù là ai đúng ai sai, bản mệnh cũng có thể chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng, ảnh hưởng đến tất cả mọi người mà thôi. May mắn có thực thần nâng đỡ, việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rất tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Còn với những người làm công ăn lương, bạn cần tiếp tục cố gắng phấn đấu. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, dễ bất đồng ý kiến với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, tìm được những hợp đồng hoặc mối hợp tác hứa hẹn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, cần tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công việc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 09, số 73. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Thiên tài độ mệnh, người tuổi Mùi dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Đây là lý do để bạn tiếp tục tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa. Hôm nay còn là một ngày cực kỳ may mắn với bản mệnh khi bạn là con giáp phát tài bất ngờ. Bạn có thể thử vận may của mình trong các trò may rủi, tuy nhiên không nên quá phụ thuộc vào điều này. Hãy làm giàu dựa trên sức lao động chân chính của mình. Thổ khắc thủy, tình trạng mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang thực sự nghiêm trọng. Đôi bên không chịu xuống nước trò chuyện với nhau thì có lẽ sẽ sớm đi đến tan vỡ. Đã đến lúc hai người buông bỏ lòng sĩ diện của mình rồi. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, công sức bỏ ra được trả giá xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có cơ hội phát tài bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, vợ chồng cần tìm cách hóa giải rạn nứt. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đạt được điều mình mong muốn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 90, số 10, số 38. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Vận trình ngày mới gặp cục diện ngũ hành tương hại, khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày không mấy yên ổn. Kẻ tiểu nhân có thể giở trò khiến bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn. Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác bằng lời nói, bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi thực tế. Hãy chứng minh bản thân mình bằng những hành động thực tế hơn. Chắc hẳn sẽ không ai dị nghị gì được nữa khi trắng đen đã rõ ràng. May mắn có kim sinh thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, nếu chưa tìm được cách giải quyết cho vấn đề, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy. Hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đối mặt tiểu nhân dễ vướng vào rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chứng minh bản thân bằng hành động thực tế. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nửa kia thấu hiểu và biết sẻ chia. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá,
đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 02, số 55. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi hôm nay, có kim sinh thủy, người tuổi Dậu độc thân có những suy nghĩ tích cực trong chuyện tình cảm. Bạn mở lòng và sẵn sàng tiếp chuyện với người khác giới. Có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp vào ngay ngày hôm nay. Các cặp vợ chồng ngày càng thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Bạn hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm riêng nên chẳng còn chấp nhặt với người ấy. Thay vào đó, hai người thay đổi để hòa hợp với nhau hơn. Thiên tài đem tới cơ hội hái ra tiền cho bản mệnh. Con giáp này thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi cầm trong tay số tiền từ trên trời rơi xuống, bạn nên có kế hoạch đầu tư, chi tiêu đúng đắn, nếu không thì của thiên cũng trả địa. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, được sống trong gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng hòa hợp, bao dung cho nhau. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có cơ hội phát tài bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tình cảm phát triển một cách nhanh chóng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 96, số 22. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, tám. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, trong ngày có thổ khắc thủy, người tuổi Tuất đã lập gia đình có thể sẽ bị hiểu lầm, nghi kỵ vì những chuyện mình không mong muốn. Đối phương không có đủ lòng tin nơi bạn, vì thế mà đôi bên hết lần này tới lần khác tranh cãi, khiến tình cảm sứt mẻ. Người còn độc thân có vẻ khá dè dặt trong chuyện tình cảm, dù có tình cảm với ai, bạn cũng không dám thổ lộ. Tuy nhiên, nếu cứ rụt rè như vậy, bạn sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội đáng quý đấy. Bạn không muốn cuối cùng thì người ấy lại đến bên người khác đâu, đúng không ạ? Thương quan cản trở, có lẽ bản mệnh nên an phận thủ thường trong ngày hôm nay, bởi cấp trên khó có thể trao cho bạn cơ hội khẳng định bản thân. Con giáp này dễ bị chèn ép nơi công sở, thành ra tinh thần mệt mỏi, chán nản. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, cần tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, dễ bị cấp trên gây khó dễ trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, dễ bị nửa kia hiểu lầm, nghi kỵ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, quan hệ vợ chồng có dấu hiệu sứt mẻ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chớ nên dè dặt trong tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 75, số 11, số 01. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp phương Đông cho thấy, ngày mới gặp cục diện, Hợi Hợi tự hình chiếu mệnh, người tuổi Hợi thường oán trách bản thân nhưng lại không có động thái nào để thay đổi. Bạn cứ mãi dậm chân tại chỗ trong công việc, thậm chí để người khác vượt qua mình.
Người làm kinh tế mãi đi theo một lối mòn nên đồng tiền chảy vào trong túi cũng ngày một eo hẹp. Cứ tiếp tục thế này, công lao của bạn sẽ trở nên uổng phí. Đã đến lúc bạn cần thay đổi bản thân, có cái nhìn mới mẻ hơn về mọi việc rồi. Tuy nhiên, thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nên suy nghĩ lạc quan, chớ nên bỏ cuộc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, hãy tìm cách thay đổi thực tại. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nên đánh giá lại bản thân và công việc hiện tại. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, không nên mãi đi theo một lối mòn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 17, số 99, số 41. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.